À, cô chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài cũ trước khi học một tiết đầu tư và câu mới. Bây giờ các bạn, cô và các bạn sẽ đọc cô đoạn văn kể lại công việc chủ nhật có sử dụng câu kể ai làm gì. Đoạn văn này nha. Rồi, các bạn đọc đi nha. Rồi, các bạn đã đọc xong đoạn văn này rồi. Giờ các bạn hãy tìm trong câu đoạn văn này, câu có dạng ai làm gì trong đoạn văn này nghe chưa? Rồi, các bạn đã có đáp án của mình rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, chúng ta sẽ có câu trả lời ngay tức này nha. Rồi, câu ai làm gì là những câu cô đã đặt đây. Câu hôm nay tổ tôi làm trực nhật lớp. Rồi, trong câu này các bạn cho cô biết đây là chủ ngữ là từ nào và vị ngữ là từ nào. À, câu trả lời của bạn cô là tổ tôi là chủ ngữ, làm trực nhật lớp là vị ngữ. Câu thứ hai, vừa đến lớp chúng tôi vừa bắt tay ngay tay vào công việc. Thì trong câu này chủ ngữ đó là chúng tôi, vị ngữ đó là bắt tay vào công việc. Ở câu thứ ba rất là dễ, các bạn dễ dàng có đáp án liền đúng không? Chủ ngữ chính là làm và vị ngữ là quét lớp. Câu thứ tư cũng tương tự như vậy, chủ ngữ chính là hùng và vị ngữ là lao bản. Ở câu thứ năm thì các bạn thấy là ở đây có chủ ngữ đến là tôi và thu là chủ ngữ, thì kê bàn ghế cho ngay ngắn là vị ngữ. Thì lưu ý cho cô, chủ ngữ ở đây là gồm có hai người lận nha, tôi và thu, nhớ nha. Và câu kế tiếp là câu cùng là loáng cái lớp học đã sạch sẽ và gọn gàng. Thì trong câu này chủ ngữ chính là lớp học đã sạch sẽ và gọn gàng là vị ngữ ha. À, như vậy là các bạn đã được ôn lại về kiến thức ai nhận dạng được câu ai làm gì và đã xác định được chủ ngữ vị ngữ ở câu ai làm rồi. Thì như vậy là các bạn đã nắm lại được kiến thức ha. Thì bây giờ tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có một câu nữa mà năm lớp 3 chúng ta đã được học rồi. Đó là câu ai thế nào. Đúng không? Vì trong cái tiết học ngày hôm nay các bạn em phải xác định được các mục tiêu. Thứ nhất là em phải nhìn được câu kể ai thế nào. Thứ hai là các em phải xác định được chủ ngữ, vị ngữ trong dạng câu này. Thứ ba là đặt câu có dạng ai thế nào. Tư là sử dụng câu kể đó để viết vào văn miêu tả mà chúng ta đang học. Năm, đó là phân biệt được câu kể dạng ai làm thế nào khác với dạng câu kể khác, ai là gì hay là ai làm gì. À, như vậy các bạn đã nắm được mục đích của bài học ngày hôm nay rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học nha. À, bây giờ các bạn hãy đọc cho cô đoạn văn này. Rồi. Bên đường cây cối xanh um, nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi, chúng thật hiền lành. Người quản tự ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khỏe mạnh, thỉnh thoảng anh lại cúi xuống như nói điều gì với chú voi. Thì trong đoạn văn này các bạn hãy xác định cho cô chủ ngữ. À, cô xin lỗi, các bạn hãy xác định cho cô câu kể ai thế nào nha. À, các bạn đã có đáp án rồi đúng không? Rồi. Rồi, các bạn sẽ... Rồi, đó là câu đầu tiên, đó là câu bên đường cây cối xanh um. Câu thứ hai đó chính là nhà cửa thưa thớt dần. Câu thứ ba là đàn voi bước đi chậm rãi.
Câu thứ tư là chúng thật hiền lành. Câu thứ sáu đó là ăn trẻ và thật khỏe mạnh. Rồi như vậy chúng ta đã tìm được các câu này rồi. Và một câu ai thế nào. Thì trong những câu này các bạn hãy dùng bút ghi lại những từ chỉ tính chất, đặc điểm của sự vật, của người và vật trong những câu những đoạn này. Rồi thì các bạn viết tại giấy nhát nha. Câu số 1 các bạn không cần viết nguyên câu ra, các bạn chỉ cần tìm cho cô từ chỉ tính chất đặc điểm của sự vật thôi. Và các bạn ghi vô đây thôi. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn đã tìm ra được rồi đúng không? Thì bây giờ bắt đầu chúng ta cùng cô và các bạn tìm hiểu xem nha. Rồi, ở câu thứ nhất, từ chỉ sự vật ở đây chính là sánh hùm. Câu thứ hai chính là thưa thớt dần. Câu thứ ba đó là bước đi chậm rãi. Câu thứ tư thật hiền lành. Câu thứ sáu là trẻ và thật khỏe mạnh. Thì các bạn thấy đây là những từ chỉ đặc điểm của sự vật, người hay con vật, đúng không? Thì các bạn hãy đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được nha. Rồi, các bạn đặt cho cô câu này đi nè. Bên đường cây cối xanh um. Đặt câu hỏi với từ xanh um. À, đúng rồi. Đáp án chính là bên đường cây cối thế nào. Tương tự như vậy ở câu thứ hai. Các bạn đã có đáp án chưa? Đáp án của các bạn có giống của cô không nha? Nhà cửa thế nào? Thứ ba. Đàn voi bước đi chậm rãi. Rồi các bạn hãy học đi. Đúng rồi. Đáp án chính là đàn voi thế nào. Thì như vậy các bạn thấy rằng là những từ ngữ trả lời cho câu hỏi thế nào. Những từ ngữ trả lời cho câu hỏi thế nào. Đây. Từ xanh tôm, từ thư thấp dần, bước dần dần dần. Thì đó là từ trả lời, chính là vị ngữ của câu. Và vị ngữ của câu, các bạn sẽ thấy đứng ở đầu câu hay cuối câu. Được, đúng rồi, đó chính là đứng ở cuối câu. Ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục và tìm hiểu tiếp. Cũng với câu hỏi này, thì các bạn hãy cho cô biết rồi. Thì các từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong câu, đó là từ nào? Trong câu này, thì các từ chỉ sự vật của các đặc điểm trong câu là từ nào đây? Đúng rồi, ở câu thứ nhất đó chính là cây cối. Sự vật được miêu tả trong bài này, ở trong câu này. Từ đặc điểm đó là xanh um, thì sự vật là của cây cối ha. Ở câu thứ hai đó chính là thư nhà cửa. Được chưa? Ở câu thứ ba là đàn voi. Câu thứ tư đó là chúng. Câu thứ sáu anh trẻ và ra từ anh. Thế như vậy các bạn thấy tìm được từ những từ chỉ các sự vật được miêu tả trong câu rồi đúng không? Rồi thì như vậy là các sự vật này được miêu tả dùng trong câu bên đường cây cối xanh um. Thì cái cây cối là sự xanh um là của sự vật, của cái đó là cây cối, được không? Rồi, thì bây giờ các bạn đã tìm được những từ chỉ sự vật rồi. Bây giờ các bạn hãy đặt câu hỏi với từ các bạn vừa tìm được. Đặt câu hỏi. Rồi, cô muốn hỏi với từ cây cối thì cô dùng từ gì để hỏi? Rồi, các bạn đã có đáp án của mình chưa? Rồi, thì cô cùng các bạn xem cái đáp án đúng là gì nha. Rồi, đó chính là chúng thật hiền lành. À. Rồi. Đây. Cây cối thì mình dùng từ dễ hỏi đây. Rồi. Đây, cây cối, đây thực từ đó là hỏi đó là gì? À, bên gì? Bên đường. Cái gì? Xanh um. Theo của mình có thể đặt câu hỏi là cây gì xanh um ở bên đường ha, cũng được. Rồi cái thứ hai, câu thứ hai
Nó câu gì đây? Cái gì thưa thớt dần? Chính xác luôn. Câu thứ ba, đàn voi. Đàn voi là từ chỉ về cái gì mấy bạn? Chỉ về con vật thì mình dùng từ gì để hỏi đây? Đó là chính là mình dùng từ con gì bước đi chậm rãi. Rồi,